Video tiếp theo ngày hôm nay, Huy Hùng sẽ đưa chúng ta đến tham quan một căn nhà nằm trên trục đường Quang Trung, sau lưng căn mặt tiền đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đến với một căn nhà mặt tiền với diện tích ngang 5, độ dài 14m, nở hậu 7m rưỡi, nằm vị trí rất là đẹp, đắc địa, thuận tiện ở vừa kinh doanh bán là văn phòng công ty cho thuê. Căn nhà này đang giảm giá tới 2 tỷ đồng bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ bên Huy Hùng chào bán chỉ còn 14 tỷ 100 triệu đồng thôi nha quý vị. Nhà thiết kế một trệt một lửng, 3 lầu và xây phun đất. Thiết kế có thang máy 450kg, hướng nhà là hướng Tây Nam, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà. Một căn nhà rất là đẹp, tặng kèm nội thất bên trong. Thiết kế có khu vực gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giảng thờ và sân thượng trước sau, cũng như là 5 phòng vệ sinh. Và chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà và cùng Huy Hùng tham quan con đường trước nhà này. Con đường trước nhà là con đường một sẹt có trục đường Quang Trung, đường 6m, cách mặt tiền đường Quang Trung đúng 20m sau lưng căn mặt tiền Quang Trung nha quý vị. Khu này là một khu nhà lầu đồng bộ, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn, thuận tiện cho đại đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Vị trí quá đẹp và đắc địa, quý vị nào mua được căn nhà này mà làm văn phòng công ty hay làm showroom spa thì rất là tuyệt vời. Với một căn nhà đẹp và giá bán đang giảm mạnh tới 2 tỷ đồng bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ bên nhà đất Huy Hùng chào bán cho căn nhà này chỉ còn 14 tỷ 100 triệu đồng thôi còn thương lượng. Một căn nhà mà diện tích công nhận trên sổ lên tới 80m², sổ hồng riêng, đã có sổ hồng sẵn, pháp lý giấy tờ rõ ràng. Đặc biệt căn nhà mình nở hậu tới 2m rưỡi, đầu là 5m và đuôi tới 7m rưỡi nha quý vị. Nhà thiết kế với hai lớp cửa, một lớp cửa cổng bên ngoài, lớp cửa sắt bên trong là một lớp cửa nhôm xin pha. Và phía trong đây thì gia chủ thiết kế cho mình khu vực đậu xe hơi. Quý vị đậu bừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ, hai bên tường ốp gạch lên cao 3m, phía dưới thì ốp gạch 60m2. Phía trên thì có trần thạch cao, nhà thiết kế theo mẫu tầng lửng, đây là quý vị sẽ có lửng phía đằng sau. Phía trên thì có trần đèn chiếu sáng và đèn LED tạo nên một không gian ánh sáng rất là đẹp và tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay. Và vị trí căn nhà nằm trên trục đường Quang Trung, phường 10, ngay cạnh bên Ủy ban dân quận Gò Vấp, sát bên ngã năm Chuồng Chó và di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút đi xe máy, đi về trung tâm thành phố khoảng tầm 15-20 phút đi xe gắn máy thôi. Vị trí quá đẹp, sát bên căn mặt tiền đường Quang Trung. Thì quý vị nào quan tâm đến căn nhà mà sát mặt tiền đường Quang Trung, thuận tiện vừa ở vừa cho thuê làm văn phòng công ty, kinh doanh bán làm showroom spa, đặc biệt căn nhà nở hậu tới 7m rưỡi và có thang máy bên trong, thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho đại gia đình mình. Khu vực dưới tầng trệt thì gia chủ thiết kế cho mình khu vực không gian của phòng đậu xe hơi và phòng tiếp khách. Thì phòng tiếp khách thì gia chủ thiết kế có tủ rượu này, có sofa, có màn hình TV 65 inch, có giếng trời bên hông. Giếng trời bên hông thì gia chủ có làm thêm hồ cá này quý vị. Ở đây có hồ cá koi và có hòn non bộ. Có cửa kính ra khu vực giếng trời bên hông và bên trong đây là khu vực tủ rượu và khu vực sofa cũng như là tủ kệ TV và màn hình TV. Kế bên với khu vực đặt sofa và khu vực đặt màn hình TV ngay không gian phòng khách là khu vực giếng trời và cầu thang máy. Cầu thang máy thì quý vị sẽ có cầu thang máy 450kg của Sơn Hà nha mọi người. Đây là cầu thang máy này. Và kế bên cầu thang máy thì quý vị sẽ có một phòng vệ sinh dưới tầng trệt sử dụng chung. Nhà mình thiết kế với 6 phòng vệ sinh. Và cuối nhà là cầu thang bộ. Cầu thang bộ ở cuối nhà đây nha quý vị. Và kế bên cầu thang bộ thì quý vị sẽ có một ô giếng trời nữa. Nhà mình có tới 2 giếng trời. Ô giếng trời này thì cũng được trồng cây xanh và lót gạch rất là đẹp. Quý vị đang cùng với Hùng tham quan trực tiếp căn nhà với diện tích ngang 5, độ dài 14, nở hậu tới 7m rưỡi, nở hậu đều từ trước ra sau, nở hậu tới 2m rưỡi nha quý vị. Thiết kế một trệt một lửng và 3 lầu, có thang máy 450kg của Sơn Hà. Và chúng ta đang tham quan thang máy này. Đây là thang máy bên trong nhé. Và chúng ta sẽ di chuyển theo thang bộ lên không gian tầng lửng phòng bếp nhé. Nhà thuận tiện buôn bán cho thuê nên là quý vị thấy gia chủ làm cầu thang ở cuối nhà để chúng ta có thể kinh doanh buôn bán cho thuê ở dưới tầng trệt, hoặc là quý vị có thể làm văn phòng công ty tiếp khách dưới khu vực tầng trệt. Phòng bếp thì gia chủ đưa lên tầng lửng, thì phòng bếp sẽ có bàn ăn 6 ghế, có tủ lạnh 2 cánh sáp, có tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu tủ nhựa Hàn Quốc và có lò ghi sóng, máy hút mùi, có khu vực đặt bếp âm và có bếp âm sẵn cũng như là máy hút mùi và bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát. Kế bên không gian bếp thì là một không gian rất là thoáng, có tới 2 giếng trời trước và sau nên tạo cho không gian bếp của nhà mình cực kỳ thoáng mát và cực kỳ đẹp cũng như là sang trọng nha mọi người. Và đây là không gian bếp của căn nhà, không gian bếp trên tầng lửng của căn nhà ngang
5, độ dài lên tới 14 và nửa hậu đều 7m, chữ L phía đằng sau. Nửa hậu đều từ trước ra sau, hình thang luôn chứ không phải chữ L nha quý vị. Và giá bán gia chủ đang chào bán giảm giới 2 tỷ đồng, bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh. Giá bán bây giờ bên Huy Hùng chào bán cho căn nhà phố siêu phẩm này là 14 tỷ 100 triệu đồng còn thương lượng. Ở đây thì quý vị sẽ có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, bồn tắm đứng và khương soi. Phòng vệ sinh có cửa sổ ra giếng trời, khu vực không gian bếp thì có vệ sinh luôn, rất là thuận tiện cho đại gia đình chúng ta sử dụng. Nhà mình có tới 6 phòng vệ sinh nha quý vị. Và tiếp tục theo chân Hùng di chuyển theo cầu thang, quý vị sẽ lên tham quan các phòng ngủ căn nhà nha mọi người. Phòng ngủ thì sẽ có 4 phòng và gia chủ tặng kèm mình một phòng full nội thất. Bên cạnh không gian các phòng ngủ sẽ là hành lang của thang máy và giếng trời. Và chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ với nội thất với tủ kệ tivi, giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi. Phía trước thì có hệ thống cửa ra ban công và lan can bên ngoài. Phòng ngủ thì gia chủ bố trí nội thất rất là đẹp. Quý vị nếu muốn làm thêm nội thất cho các phòng ngủ còn lại thì gia chủ cũng có thể đáp ứng luôn cho mình. Và ngoài đây là ban công với trần ốp nhựa và những bức tường được ốp gạch trang trí rất là tuyệt vời. Căn này thì quý vị có thể mua ở, mua cho thuê, mua làm phòng công ty, mua làm showroom spa đều rất là tuyệt vời. Vị trí nó chỉ cách mặt tiền đường Quang Trung, sau lưng căn mặt tiền đường Quang Trung thôi. Hẻm xe hơi xe tải vào nhà thoải mái và dễ dàng. Với giá bán kẹt tiền đang giảm giá tới 2 tỷ đồng, bán gấp cho quý vị thiện chí mua nhanh. Thì quý vị nào đang tìm mua nhà, muốn sở hữu một căn nhà đẹp, rộng, diện tích lên tới 80m², xây dựng đủ, có thang máy, thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho đại gia đình mình. Khu vực phòng vệ sinh của phòng ngủ đầu tiên thì có bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và ngay kế bên không gian các phòng ngủ là giếng trời rộng và thoáng. Và phía sau đây sẽ là không gian của phòng ngủ số 2. Cái phòng ngủ số 2 này thì gia chủ chưa trang bị nội thất. Quý vị thấy cũng có sàn gạch 80 này, có cửa sổ ra giếng trời, có khu vực gắn máy lạnh và được tặng kèm máy lạnh luôn. Tất cả các phòng đều được gia chủ trang bị máy lạnh và có vệ sinh trong. Máy lạnh thì gia chủ sử dụng máy lạnh Daikin và có vệ sinh ở ngay khu vực đây. Với khu vực bồn cầu, lavabo rửa mặt được đặt một bên, bên trong sẽ là khu vực bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen. Chúng ta vừa tham quan xong phòng ngủ số 2. Khu vực cầu thang máy này quý vị, cầu thang máy này lên tới sân thượng nha. Và chúng ta tiếp tục theo chân Hùng lên bên trên tham quan không gian phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà. Đây là một căn nhà hướng Tây Nam phù hợp cho đại gia đình chúng ta, thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, quan tâm đến căn nhà nở hậu 7m rưỡi, độ dài lên tới 14m này thì hãy gọi trực tiếp cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Và trên đây chúng ta sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 3 và số 4. Thì hai phòng ngủ trên đây thì cũng đầy đủ nội thất kèm theo, thiết kế và trang trí rất là đẹp, không gian rất là thoáng và sáng, được tặng kèm máy lạnh và phòng nào thì cũng có vệ sinh trong, có cửa sổ và cửa ra giếng trời, rất là thoáng mát. Phòng vệ sinh thì làm đẹp, có bồn tắm đứng, có vòi tắm hoa sen và có gương soi. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 4. Phòng ngủ số 4 thì cũng giống vậy nha, mỗi phòng đều tặng kèm một máy lạnh Daikin, nên là quý vị mua về thì chỉ việc gắn thêm giường và về ở thôi. Và chúng ta sẽ di chuyển lên bên trên tham quan không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau. Nhà này thì có khoảng sân thượng rất là rộng, quý vị có thể tổ chức những bữa tiệc gia đình, có thể ăn uống, trồng cây xanh, trồng rau trên khu vực sân thượng luôn. Khu vực đây thì gia chủ làm cho mình một cái phòng thờ nhỏ nhỏ ở đây. Và cầu thang máy thì đi lên tới sân thượng luôn nha quý vị. Đây này, cầu thang máy này, chúng ta đi lên được tới sân thượng luôn. Bên ngoài cầu thang máy thì có ốp đá và được làm rất là đẹp. Đây là cầu thang máy của căn nhà, cầu thang máy Sơn Hà 450kg dành cho 6 người đi. Và chúng ta cùng nhìn lại cầu thang máy của căn nhà nhé. Đây là cầu thang máy khá là đẹp nha quý vị. Một căn nhà hẻm một xẹt Quang Trung, sau lưng căn mặt tiền đường Quang Trung thôi. Khu đồng bộ 50 căn, rất là đẹp và cực kỳ VIP. Ngoài đây thì quý vị thấy gia chủ có làm cho mình khu vực để giặt đồ và phơi đồ ở ngoài đây. Và ngoài cùng sẽ là khu vực sân thượng trước. Sân thượng thì gia chủ lập mái hết 70% rồi. Quý vị chỉ còn một khoảng bên ngoài là chưa lập mái thôi. Và sân thượng được trồng cây xanh, ốp gạch trang trí và làm rất là đẹp. Có những khung rào bao và hệ thống máy lạnh Daikin, cục nóng được gia chủ để ở ngoài đây. Quý vị có thể trồng rau, trồng cây xanh. Như vậy là quý vị vừa cùng với Hùng đến tham quan một căn nhà mặt tiền đường
hẻm sát mặt tiền đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với giá bán là giảm tới 2 tỷ, chỉ còn 14 tỷ 100 triệu đồng thôi, còn thương lượng. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà ngang 5, độ dài lên tới 14 và nở hậu 7,5m này thì hãy gọi cho Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Một căn nhà rất là đẹp, quý vị có thể mua ở, mua cho thuê, mua làm phòng công ty, mua làm showroom spa, vì vị trí nó sát mặt tiền, thuận tiện buôn bán cho thuê. Và nhà rất là rộng rãi, diện tích công nhận lên tới 80m², xây dựng đủ. Giấy tờ đã có sẵn và quý chị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Với giá bán vậy là rất là hợp lý rồi. Quý vị nào quan tâm thì hãy gọi trực tiếp cho Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Giá bán thì còn thương lượng mạnh với anh chị chủ nhà nha quý vị. Hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Nhà đất đi Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.